Ngày nào cũng hồi vui
thì sẵn đây cũng bày tỏ cái ở đó, và tôi nghĩ là hôm nay con không được nói chứ, và con nghĩ là mấy bạn trẻ tại vì đi bên xe và cũng như sáng giờ con thấy cô cho con gọi cũng nói là cái những đứa trẻ là con thấy rất là mừng, tại vì đó là cái món rất là đẹp đẽ, và con nghĩ là tôi không nói là gì thôi để có cơ hội cho những đứa trẻ nói gì. Tôi xin cảm ơn để chúng ta lắng nghe. Là bài đừng xa la thu này, con thấy hẳn đọc là vì cái con với lại chú Sĩ Đông là này có khi ngày hát hay nhất là con hay qua đường này, nhưng mà này, cái cảm động từ đó con thích hát là cũng được đấy. Thank you.